Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một cấu trúc ngữ pháp mà đã xuất hiện trong đoạn văn, đó là từ whether đi với giới từ or. Đây là cấu trúc khá là hữu ích nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh tầm quan trọng hay khẳng định một mệnh đề nào đó. Đầu tiên là về nội dung thì từ whether được sử dụng như sau. Whether được sử dụng để chỉ ra rằng điều gì đó là đúng trong cả hai trường hợp. Mình lấy ra một ví dụ như là bất kể là trời nắng hay là trời mưa, tôi luôn luôn đi chơi vào ngày Chủ nhật. Có nghĩa là kể cả nắng cũng thế mà kể cả mưa cũng vậy thì tôi luôn luôn đi chơi vào ngày Chủ nhật. Như vậy từ whether này có thể dịch gọi là bất kỳ hay là bất kể. Mình sẽ tìm hiểu một số ví dụ như sau. Ví dụ như là bất kể bạn có thích hay là không thì bạn nên học tiếng Anh. Mình sẽ viết nó như sau. Whether you like it or not, you should learn English. Như vậy whether đi với cấu trúc đó là or để nhấn mạnh rằng đó là trong bất kể trường hợp nào thì bạn cũng nên học tiếng Anh. Câu số 2 mình viết như sau. Đó là you should say you are sorry whether you are forgiven or not. Có nghĩa là bạn nên nói xin lỗi bất kể là bạn có được thứ lỗi hay là không. Như vậy whether lại một lần nữa đi với giới từ đó là or. Và whether có thể đứng ở đầu câu hoặc là đứng ở cuối câu đều được. Hay là chúng ta nghiên cứu về cấu trúc dài hơn mà đã xuất hiện trong đoạn văn. Ở đây họ có viết rằng đó là bất kể là bữa ăn gia đình diễn ra vào hàng tối hay chỉ là một lần trong tuần, vào buổi sáng trước khi giờ học hay là tối muộn, chi cho chỉ một bữa điểm tâm mà thôi. Như vậy là whether vẫn cần đi với giới từ or, bất kể là cấu trúc này có dài đến đâu, hay là các bạn có thể đưa ra nhiều sự lựa chọn tương phản với nhau. Vậy thì đó là nội dung của cấu trúc whether. Whether có nghĩa là bất kể, bất kỳ, và whether cần đi với giới từ, đó là giới từ or. Và để có thể luyện tập được cấu trúc này, thì mình có một số bài tập như sau. Bài tập của chúng ta đó là dịch những câu dưới đây sang tiếng Anh. Và các bạn có thể dừng video lại trong khoảng 3 phút để có thể thực hiện bài tập này trước khi chúng ta xem đáp án. Ok, và các bạn có thể điền đáp án cho phần comment và các bạn có thể so sánh đáp án của các bạn với đáp án mẫu của mình. Và biết đâu đáp án của bạn lại hay hơn của mình thì sao? Đây là đáp án của mình. Ok, vậy thì hy vọng là các bạn đã hiểu hơn về cấu trúc dùng whether để nhấn mạnh tầm quan trọng của một sự việc gì đó. Và hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.